Xin mến chào cô bác anh chị và các bạn thân mến. Ngày hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2023. Thái Võ sẽ kể cho cô bác anh chị mình nghe một cái câu chuyện này. Lẫn là có thể nói là coi như đây là những cái nhận định nha quý vị. Từ một số người mà hiện nay thì mặc dù họ cũng có cái kinh tế khá giả một chút tại Việt Nam. Tài sản của họ thì cũng có dư giả một chút ha. Có thể nói là có nhà, có cửa nè, có xe hơi, có xe cổ đàng hoàng. Mà xe hơi nữa là đằng khác ạ. Vậy thì khi mà những người này họ đã có một cái cuộc sống ổn định tại Việt Nam, thì liệu là nếu như mà cho họ được đi định cư nước ngoài, hay nói chung là đi Mỹ, đi Canada định cư đi, thì họ có chịu đi hay không? Họ có chấp nhận họ đi, họ bỏ ở đây họ đi hay không? Nói chung thì ngày hôm nay đó là những cái sự kể lại thôi nha quý vị nha. Thì Thái Võ đã có trao đổi với những người này về cái vấn đề đó. Thì có một số người họ nói như thế này nè quý vị. Có một cái anh đó, hiện nay thì coi như là ảnh đang làm chủ của một cái cơ sở, phải gọi là chuyên mua bán vật liệu xây dựng như là cát đá xi măng ở Việt Nam đó quý vị. Kinh tế thì đâu đó cũng khá giả một chút, nhà cửa thì cũng có, xe hơi thì cũng có. Hằng ngày thì cứ coi cái chuyện sổ sách rồi đứng chỉ trỏ cho nhân viên, cho nhân công người ta làm vậy thôi. Ảnh cũng chẳng phải bươn chải cái việc nặng nhọc gì hết. Và chính vì cái lẽ đó cho nên là Thái Võ có dịp được gặp, ăn một cái bữa cơm thân mật với nhau, trò chuyện với nhau. Thái Võ mới đề cập đến cái chuyện là thế thì á, bây giờ cho anh được đi định cư ở Mỹ hay là định cư ở một đất nước nào đó để mà sinh sống ở đó, dẫn vợ con của anh theo luôn, vậy thì anh có chịu đi hay không? Thì thưa quý vị, là sau một hồi suy nghĩ đắn đo, cũng như là anh cũng khá bất ngờ trước cái câu hỏi cũng khá là gắt nha quý vị. Thì cuối cùng đó, thì anh mới đưa ra một cái kết luận và anh trả lời với một cái vai trò. Ảnh là một chủ doanh nghiệp ở Việt Nam. Anh có một cái góc nhìn và một cái suy nghĩ như thế này nè. Thật ra thì để mà nói về cái hoàn cảnh sống và cái điều kiện sống của tôi bây giờ, thì cũng không có nhất thiết là phải đi định cư nước ngoài. Nhưng mà nếu mà nói nha, nếu mà được một cái cơ hội mà tốt như vậy đó, mà không đi thì nó cũng uổng lắm. Có mấy ai mà được đi nước ngoài định cư và sinh sống đâu. Mặc dù thì cái điều kiện về tài chính của tôi đó thì cũng khá là thoải mái, không phải là lo nghĩ nhiều ở Việt Nam, không có phải lo nghĩ nhiều cho cái chuyện tiền bạc tiền nong ở Việt Nam. Nhưng mà nếu mà tôi có được một cái cơ hội để mà tôi được đi những cái nước mà phát triển để mà định cư như là Mỹ hay là Canada hoặc là Úc Châu, thì tôi cũng muốn đi lập nghiệp, đi thử một chuyến. Bất quá là nếu như mà cảm thấy không có phù hợp thì tôi cũng có thể quay về, tôi tiếp tục tôi điều hành cái cơ sở vật liệu xây dựng của mình. Với lại là tôi cũng có thể điều hành từ xa mà, không có nhất thiết là tôi phải bỏ luôn. Không có nghĩa là tôi sẽ bỏ hết ở đây. Chỉ là tôi không muốn bỏ cái cơ hội mà được đi định cư ở nước ngoài là thứ nhất. Thứ hai là tôi cũng không muốn vì cái sự mạo hiểm của mình, cái sự quyết định sinh sống hay là lập nghiệp ở cái vùng đất mới mà chưa biết nó ra sao hết á, mà tôi lại vội vàng tôi bỏ tất cả ở đây, thì cái điều đó thì nó không đáng. Nếu mà được thì tôi cũng muốn đi cho con cái nó được ăn học tử tế, được đàng hoàng hơn. Ngoài ra thì cái chuyện y tế ở nước ngoài thì tôi cũng có nghe nhiều và tôi cũng cảm thấy thích. Thì tội gì mà tôi không đi để mà tôi hưởng cái chế độ phúc lợi của cái đất nước đó. Trong khi là nếu như mà ở đây thì dù cho là tôi có tiền nhiều đi chăng nữa, mà nếu mà cái nền giáo dục hay là cái chuyện y tế nó không có mang lại một cái gì đó mà gọi là mãn nguyện theo cái ý muốn của tôi đó, nếu được thì tôi cũng muốn đi chứ. Chứ sao mà không đi. Nhưng mà đi để trải nghiệm trước thôi nha. Nếu mà tôi cảm thấy tiến thân được ở cái đất nước đó thì ok, tôi tiếp tục tôi phát triển. Còn không thì thôi, tôi cũng có thể tôi quay về Việt Nam. Đó là một cái nhận định của anh Thành quý vị. Ảnh thì năm nay ảnh 32 tuổi rồi. Ảnh thì có một vợ và hai con đang sống ở Việt Nam. Và cũng có một cái cuộc sống thì mình phải gọi là ấm êm ở Việt Nam đó. Có thể gọi là làm chủ cả đó quý vị. Đáng lẽ là như ảnh thì ảnh không cần đi làm chi đúng không? Nhưng mà ảnh vẫn muốn đi để mà ảnh được một cái trải nghiệm là thứ nhất. Thứ hai là ảnh, như ảnh nói đó, là ảnh cũng muốn cho con cái của ảnh được ăn học đàng hoàng hơn. Phúc lợi xã hội như là cái chuyện y tế thì nó cũng được ngon lành hơn. Thì mình nghe thì mình cũng cảm thấy là có lý. Tuy nhiên thì với một cái góc nhìn khác của một cái anh này nè, vẫn ngon lành ở Việt Nam nha quý vị nha. Ảnh thì hiện giờ thì ảnh cũng kinh doanh, mua bán đồ điện gia dụng như là bán máy quạt, nồi cơm điện, dây điện, ống nước các thứ đó, vân vân. Nói chung là buôn bán hỗn tạp,
đầy đủ những cái vật liệu tiêu dùng trong gia đình. Mấy ngày nay thì Thái Võ cũng có điều kiện và có cái cơ hội được đi nhiều nơi và được gặp nhiều người và được lắng nghe những cái sự đánh giá của một số người cho cái chuyện là đi nước ngoài định cư. Thì vẫn là cái câu hỏi đó quý vị. Thái Võ hỏi chứ bây giờ nếu mà cái cơ ngơi ở Việt Nam của anh mà ổn định như vậy đó, thì anh có muốn đi nước ngoài để mà anh định cư hay không? Phát triển ở một cái vùng đất mới mang lại nhiều cái lợi ích cho anh, như là cái chuyện học hành của con cái của anh nè, cái chuyện chăm sóc sức khỏe cho anh và vợ con của anh được chu đáo hơn. Cái phúc lợi xã hội thì nó cũng có nhiều thứ nó ngon hơn so với mà, nói chung mình nói cũng ngon hơn ở đây đi. Vậy thì anh có muốn đi nước ngoài hay không? Thì bất ngờ là anh mới trả lời như thế này nè quý vị. Anh nói là nếu như mà trước đây á, ngày xưa á, đáng lẽ là tôi đi theo ông bà già để mà đi vượt biên sang nước ngoài để mà sinh sống. Nhưng mà sau này thì khi mà tôi làm ăn được ở quê nhà rồi, nếu như mà ngày xưa thì tôi sẽ đi à. Nhưng mà bây giờ thì tôi cảm thấy là mình không có cái nhu cầu. Mặc dù là tôi không có phủ nhận về cái chuyện là em nói về cái vấn đề an sinh xã hội gì đó, giáo dục gì đó, nó tốt nhất, nó tốt thật. Nhưng mà với cái kinh tế của tôi ở đây, tôi không mấy mặn mà đâu cho cái chuyện là đi nước ngoài sống. Đi du lịch thì được, đi chơi cho biết mà. Nhưng mà nếu mà nói mà phải sống, phải hòa nhập, làm lại từ đầu ở một cái vùng đất mới, thì tôi thấy là nó kiểu như là nó hơi mất thời gian đối với tôi. Nếu mà là một người không có gì trong tay á, thì nó khác. Thì họ bắt buộc là họ phải chấp nhận, họ làm lại từ đầu, họ tập thích nghi, họ tập hòa nhập với một cái cuộc sống mới. Cũng như là họ sẽ lập nghiệp, tập lập nghiệp ở một từ từ, ở một cái vùng đất mới. Còn đối với tôi thì tại sao? Bây giờ tôi đang sống ngon, sống khỏe ở Việt Nam, tiền bạc thì cũng đủ sống, nói chung là cũng có dư đó. Thì tại sao là tôi phải đi nước ngoài chi? Để đầu tư cho một cái tương lai mới gì nữa ở đây? Bây giờ thì tôi đang tận hưởng cái mà gọi là cái sự mà cái tương lai mà tôi đã đạt được sau bao năm mà tôi đã phấn đấu rồi nè. Vậy thì tôi phải đi kiếm một cái tương lai xa vời nào nữa? Đồng ý là cái chuyện mà giáo dục, y tế, phúc lợi, tôi không hiểu là nó ngon dở chỗ nào. Nhưng thôi, tôi thấy là cái cuộc sống của tôi, đối với tôi bây giờ, nó đã đủ rồi. Miễn là bây giờ tôi thấy tôi vui, tôi mãn nguyện với những gì mà tôi đang có, đang sống ở đây là được rồi. Nói chung là bản thân của tôi không có cái nhu cầu đâu. Nhưng mà tôi cũng khuyến khích những ai mà có cái cơ hội tốt đó, được đi nước ngoài định cư, sinh sống đó, thì mình nên nhìn lại cái hoàn cảnh của mình đang ở cái mức nào là thứ nhất. Nếu mà mình cảm thấy đi để mà tốt cho cái tương lai của mình sau này hơn, thì mình cứ mạnh dạn mình đi đi. Vì không phải là ai cũng đi được đâu. Trường hợp của tôi thì khác một chút. Có thể là nhiều người sẽ có một cái nhìn sai về tôi. Nhưng mà tôi thấy là mình quyết định cái điều này. Miễn sao mình cảm thấy mình vui, mình cảm thấy mình thích, thì ok, tôi cứ làm thôi. Thưa quý vị, đó là hai cái nhận định của hai người mà phải nói là họ thuộc cái tầng lớp mà trung lưu ở Việt Nam đó. Nếu mà nói thượng lưu thì chưa đâu. Nếu mà nói thượng lưu thì nó hơi quá đáng. Nhưng mà nói mà trung lưu thì được. Họ đã đưa ra hai cái khía cạnh và hai cái góc nhìn khách quan đối với cái chuyện là đi nước ngoài định cư. Và dĩ nhiên là Thái Võ sẽ còn tham khảo nhiều cái ý kiến khác của nhiều người khác nữa. Có thể là những tầng lớp lao động phổ thông hơn, những người mà họ có cái cuộc sống mà chưa được ngon ở Việt Nam đó. Thái Võ sẽ tiếp cận và góp nhặt những cái ý kiến của những người đó, xem coi là có phải là ai cũng muốn đi nước ngoài định cư hay không, lẫn là liệu là hiện nay ở Việt Nam có bao nhiêu người họ mơ ước được đi nước ngoài định cư. Thái Võ sẽ tiếp cận, Thái Võ sẽ chia sẻ tiếp trong những cái video sau. Quý vị mình có thể, chúng ta có dịp thì mình nên theo dõi để mà mình biết nha quý vị nha. Và nhìn chung thì ngày hôm nay thì thưa quý vị, đó là những gì mà Thái Võ muốn chia sẻ cho tất cả những bà con, cô bác, anh chị chúng ta có thể được nghe, lẫn là mình có thể được biết đến. Nếu quý vị cảm thấy video này là hữu ích, quý vị có thể ủng hộ cho Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe, đăng ký kênh. Cần thiết thì quý vị cũng có thể share cái thông tin này, share những cái chia sẻ này cho những người khác có thể được nghe và lẫn là có thể họ được biết đến. Cuối cùng Thái Võ xin cảm ơn và cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, luôn yêu mến, luôn ủng hộ và luôn lắng nghe hết thông tin. Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những thông tin kế tiếp.